Mà chôn sáng rồi lâu vậy? Trời ơi! Chậm 80 coi lắm. Ba ơi,
bạn đã tận hưởng một cuộc đời vàng son hoa mộng, bỏ lại bên đường dài kỷ niệm đơn sơ. Tôi đến đây để chúc tụng cho bạn đêm hôn lễ được vô vàn hạnh phúc, và hãy quên đi những gì đêm gặp gỡ cho dặn trời xa không bỏ nhớ mộng sông hồ. Dù muốn dù không, bà cũng là vợ của người ta. Còn tôi chỉ là kẻ đứng bên lề hạnh phúc, có tiếp thân rồi cũng đành chia biệt. Mọi nào rồi cũng tan cuộc đời sớm. Thì thôi, đường bà đi đường của tôi bước, chẳng có quan hà vào một sớm. Bà đã bình yên bên cuộc sống.